Dự đoán tỷ số giữa Đức và Hungary vào 2 giờ ngày 24 tháng 6. Bản lĩnh đấu tinh thần khi đội tuyển Đức đã lấy lại niềm tin sau khi có được chiến thắng đầu tiên tại Euro 2020. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng, họ sẽ có chuyến làm khách dự đoán đầy khó khăn trước hàng vạn khán giả của đội tuyển Hungary. Sau chiến thắng hủy diệt 4-2 trước đương kim vô địch Bồ Đào Nha, đội tuyển Đức đã trở lại vị thế của một đội bóng lớn. Trận đấu đó, đội bóng áo trắng đã trình diễn một thứ bóng đá đẳng cấp khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Cũng dễ hiểu bởi rất lâu rồi chúng ta mới được xem đội tuyển Đức chơi hay đến vậy, nhất là với đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha. Nhưng hơn cả, chiến thắng ở thời điểm quan trọng đã củng cố niềm tin rất lớn cho thầy trò Joachim Löw. Trận đấu sắp tới, đội tuyển Đức sẽ giành quyền tự quyết số phận trước đội tuyển Hungary. Đội bóng mới đây đã có trận hòa quả cảm trước đội tuyển Pháp. Quả thực thời điểm hiện tại không dễ để Đức có thể dám chắc có được chiến thắng trước đội tuyển Hungary, nhất là khi tinh thần của đội bóng này đang lên rất cao sau hai trận đấu cực hay trước Bồ Đào Nha và Pháp. Xét về lực lượng, Hungary chắc chắn sẽ không thể so bì trước dàn sao của đội tuyển Đức, nhưng họ lại đang có điểm tựa rất lớn từ hàng vạn khán giả nhà. Đây sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng giúp cho Hungary có thể tạo ra bất ngờ ở trận đấu vào đêm này. Dự đoán đội tuyển Đức và Hungary 2-1 nghiêng về Đức.